Em xin mến chào các bác yêu Phong Lan trên toàn quốc, đặc biệt là các bác mà mới chơi Lan, chơi Phong Lan. Thế thì xin thưa với các bác, hôm nay em xin phép các bác được chia sẻ với các bác một cái kinh nghiệm là bảo vệ và chăm sóc cái cây Phong Lan phi điệp vào mùa đông. Vâng, xin thưa với các bác, thì mùa đông ấy là một cái mùa giá rét và là một cái mùa nghỉ của cây. Vậy thì để mình bảo vệ và chăm sóc cái cây Phong Lan phi điệp của mình như thế nào, thì xin mời các bác cùng các bạn hãy theo dõi. Thưa các bác, thì cái đầu tiên là em xin giới thiệu đến cho các bác một cái cách bảo vệ cái cây Phong Lan phi điệp của mình. Đầu tiên ý, thì xin thưa với các bác là các bác đã biết rồi, miền Bắc của chúng ta thì đang đón những các cái lạnh, các cái rét, những các cái cơn gió mùa Đông Bắc rất là khắc nghiệt tràn về. Do vậy mà để bảo vệ được cái cây Phong Lan phi điệp của chúng ta ấy, thì xin thưa với các bác là cái công việc đầu tiên thì các bác hãy chặn lại, chặn đứng ngay những các cái luồng gió mùa Đông Bắc thổi vào cái vườn của chúng ta. Đấy, bằng cái cách là chúng ta dùng bạt, dùng lưới để che chắn và ngăn ngay lại những các cái cơn gió mùa Đông Bắc thổi trực tiếp vào cây lan của chúng ta. Đấy là cái cách thứ nhất. Cái cách bảo vệ này ấy, thì cái thứ nhất là nó làm cho cái cây phi điệp của chúng ta bớt lạnh đi. Đấy. Các bác đã biết rồi, cái cây phi điệp của chúng ta ấy, thì nhiệt độ thích hợp của nó là chỉ từ 18 cho đến 35 độ thôi. Đấy, nó sống rất là khỏe. Thế nhưng mà dưới 18 độ thì cây phi điệp của chúng ta là đã vào cái trạng thái đóng băng rồi. Đấy. Và không những cây phi điệp, và xin thưa với các bác là vào mùa đông ấy thì cũng rất nhiều những các cái loài cây khác là nó ngủ, nó không phát triển. Thế thì mình phải bảo vệ những các cái cơn gió lạnh này. Đấy. Tác dụng là để cho nó tránh được cái lạnh. Cái thứ hai nữa là tránh được những các cái cơn gió muối, tức là các cái cơn gió mà nó thổi những các cái luồng sương muối vào, để tránh hại cho cái cây phi điệp của chúng ta. Đấy là cái cách bảo vệ thứ nhất. Và xin thưa với các bác ấy, là cái cách bảo vệ thứ hai đối với cái cây phi điệp của chúng ta ấy, đó là chúng ta vẫn phải bảo vệ nấm và vi khuẩn. Xin thưa với các bác ấy, tất nhiên là cái mùa đông thời tiết lạnh dưới 10 độ thì cái số lượng nấm mà để mà phát triển trên được cái giá thể và trên cái cây lan của chúng ta ấy, thì nó còn rất là ít những các cái số lượng cây nấm, và gần như là 80% vi khuẩn là gần như không sinh sôi và không phát triển được. Thế thì chúng ta cũng cảm thấy rất là yên tâm đối với cây phong lan của chúng ta là nhiễm nấm bệnh trong cái mùa đông này thì gần như là rất là ít, đúng không thưa các bác? Đấy, vâng, thế nhưng mà bên cạnh đấy thì chúng ta vẫn phải phòng. Đấy. Thế thì em cũng xin chia sẻ luôn là các bác một tuần thì các bác ít nhất là một tuần, nếu như mà bác nào mà không thực hiện cái cách chăm sóc phi điệp vào mùa đông như chúng em hướng dẫn, thì các bác có thể làm hai cái phương pháp như sau. Cái phương pháp đầu tiên ấy thì chúng em vẫn giới thiệu đến cho các bác, đó là dùng nấm Chico de Ma. Đấy, xin thưa với các bác, đây là một cái nấm đối kháng và Pseudomonas
là vi khuẩn và dạng phân bón hỗ trợ cho cây phát triển rất là an toàn. Đây, xin thưa với các bác. Thế thì một tuần các bác phun vào cái bình 2 lít ấy, cho em các bác cho từ 3 cho đến 4 gram Trichoderma. Thì cộng với dịch chuối nữa thì các bác phun ít nhất là phải một tuần một lần, phun lên cây lan và phun lên giá thể của cây lan. Đấy, để bảo vệ việc nấm cũng như là vi khuẩn có thể sinh sôi và phát triển trên cái cây phong lan và trên cái giá thể của mình. Đấy là với những cái bác mà đã mua nấm Trichoderma về sử dụng. Còn xin thưa với các bác, nếu như mà bác nào ấy mà chưa có nấm Trichoderma hoặc là không chăm sóc bằng cái biện pháp là nấm Trichoderma cũng như Pseudomonas rồi dịch chuối, thì các bác có thể là dùng Zidumin. Đấy. Dùng Zidumin các bác phun một tháng một lần. Mùa này thì chỉ cần một tháng một lần thôi. Đấy là em hướng dẫn theo cái kinh nghiệm của em. Còn xin thưa với các bác là để mà diệt nấm, diệt khuẩn ấy, thì nó có rất nhiều những các cái thuốc rất là hữu hiệu. Nhưng mà chúng em sử dụng nó không quen nên là em chỉ sử dụng, em chỉ có hướng dẫn các bác sử dụng những các cái gì mà chúng em đã trải nghiệm và thấy hiệu quả rõ rệt, chúng em mới chia sẻ. Đấy, thế thì xin thưa với các bác là chúng ta vẫn phải bảo vệ nấm và vi khuẩn trong cái mùa đông này. Mặc dù cái mùa đông này ấy, thì cái cây nấm khoảng 90% là vi khuẩn là không phát triển, và khoảng trên 50% dạng nấm, các dạng nấm là rất kém phát triển và gần như là đóng băng với cái nhiệt độ lạnh như miền Bắc bây giờ là xuống khoảng 10 độ là gần như cây nấm cũng không phát triển nữa. Thế nhưng mà chúng ta vẫn cứ phải phun Trichoderma. Đấy, phun lên để đề phòng. Đấy, và khi mà nhiệt độ cũng như thời tiết thích hợp thì cây nấm Trichoderma nó sẽ phát triển và nó lại diệt ngay cái nấm độc của chúng ta đi. Đấy. Thì để bảo vệ cái cây phong lan an toàn và hiệu quả nhất. Đấy là việc cái bảo vệ cây phi điệp mùa đông, thì xin thưa với các bác và em có hai cái ý kiến nhỏ nhỏ như vậy thôi. Một là phải che chặn đứng được những các cái luồng gió mùa đông bắc thổi vào cái vườn lan của chúng ta, hoặc là những các cái cây lan của chúng ta đang treo ở dưới gốc cây hoặc là ở một chỗ nào đó, thì chúng ta đưa vào những cái chỗ mà an toàn hơn, tránh gió mùa đông bắc, tránh sương muối để giúp cho cây lan bớt lạnh. Đấy là cái vấn đề thứ nhất. Và cái vấn đề thứ hai là chúng ta vẫn duy trì và tiếp tục bảo vệ bằng cái bảo vệ nấm, bảo vệ vi khuẩn cho cây lan bằng Trichoderma, Pseudomonas và dịch chuối. Đấy, còn nếu như bác nào ấy mà vẫn cứ chăm sóc bình thường đối với những các cái cây lan còn đang đi ngọn như của em đây, xin thưa với các bác là với những cái cây lan còn đang đi ngọn như của em đây mà các bác vẫn cứ chăm sóc bình thường 3 ngày một lần theo như cái liều lượng mà em đã hướng dẫn trong các cái video trước, thì chúng ta cứ duy trì những các cái chăm sóc bình thường như thế này thôi, đúng không ạ? Thì chúng ta không cần phải phun định kỳ theo tuần nữa. Và bây giờ lên cái mục thứ hai là em cũng xin phép các bác là xin chia sẻ với các bác là cái cách chăm sóc cây phong lan phi điệp của mình trong mùa đông. Đấy, rất nhiều bác thì gọi điện hỏi chúng em là mùa đông thế này thì cây phong lan phi điệp cần chăm sóc như thế nào. Thế thì em cũng xin trả lời và xin thưa với các bác, hôm nay em hướng dẫn luôn các bác. Trong các cái video trước ấy, thì em đã có hướng dẫn và chia sẻ với các bác rồi. Sang tháng 11, tức là tháng 12 dương lịch ấy, tháng 11 âm lịch, tức là tháng 12 dương lịch, là các bác tiến hành cắt nước dần dần đối với cây phong lan phi điệp. Cắt nước ở đây ấy,
là chỉ đối với những các cái cây phong lan mà các bác muốn cho nó là sang năm sẽ là ra hoa. Đấy, đối với những cái giò phong lan mà sang năm là mình phải cho nó ra hoa. Đấy, thế thì mình sẽ cắt nước. Đây các bác hãy xem cái giò phong lan của em đây. Em đã cắt giảm nước. Đấy, cắt giảm nước từ đầu tháng 12. Tức là 2 ngày ta tưới một lần. Đang 1 ngày tưới 2 lần. Thì bây giờ chúng ta chuyển xuống là 2 ngày tưới một lần, rồi 3 ngày tưới một lần, rồi 4 ngày tưới một lần. Và đến bây giờ sang hết tháng 12 và sang tháng 1 rồi, em sẽ chuẩn bị cho cái cây phong lan này của em ra hoa. Thì em sẽ cắt nước hoàn toàn đối với cái cây phong lan phi điệp này trong khoảng thời gian từ giờ cho đến tới là Tết âm lịch của chúng ta, hoặc là hết cái tháng 1 này. Đấy, em sẽ để cho nó rụng hết lá, thậm chí thân của nó sẽ là teo tóp đi. Đấy, mình không thương nó nha bác nha. Đấy, mình không thương nó đâu. Mình sẽ muốn cho nó ra hoa ấy, là mình phải để cho nó khô héo. Và nếu như ấy mà nó héo quá, thân nó tóp quá, thì mình chỉ phun cho nó một ít nước vào cái gốc kia thôi, còn chúng ta không phun vào cái thân này nha. Đấy, đấy là đối với những các cái cây mà chúng ta muốn ra hoa thì chúng ta phải cắt nước nó đi, cắt nước dần dần từ đầu tháng 12 đi. Và bây giờ hết tháng 12 rồi, sang tháng 1 rồi, thì chúng ta sẽ gần như cắt nước hoàn toàn. Có lẽ là một tuần chỉ xịt qua một tí vào cái bộ gốc của nó thôi. Đấy là đối với những cái cây mà chúng ta muốn cho nó ra hoa thì nha. Đấy, còn xin thưa với các bác là quay lại với những các cái cây phong lan phi điệp ấy. Đây, xin thưa với các bác là nó nhỏ, nó còn nhỏ tí như thế này. Và nó còn đang vẫn là thắt ngọn rồi, nhưng mà lá thì nó chưa rụng. Và nó vẫn còn đang có cái nhu cầu phát triển để to thân. Đấy, cũng có thể là do các cái phi điệp mà các cái vùng miền khác nhau nó ra hoa muộn hơn, thế thì nó thắt ngọn cũng muộn hơn và nó sẽ rụng lá cũng ngọn hơn. Thế thì các bác vẫn cứ chăm sóc bình thường cho em. Đấy, các bác chăm sóc bình thường. Đấy, còn đặc biệt là đối với những các cái cây phi điệp mà nó to như thế này đây, xin thưa với các bác là dài tới 60 phân rồi. Đấy, 60 phân rồi nhưng mà nó vẫn không thắt ngọn này. Đấy, xin thưa với các bác là nó không chịu thắt ngọn này. Nó chả cây nào nó chịu thắt ngọn suốt. Đây, xin thưa với các bác đây. Và nó cũng có thể là nó thắt ngọn muộn. Thế thì xin thưa với các bác là các bác vẫn cứ chăm sóc bình thường. Tất nhiên là nó sẽ phát triển rất là chậm, không như những các cái mùa mà cây phi điệp của chúng ta nó phát triển nhanh. Đấy, thế thì các bác vẫn cứ chăm sóc bình thường cho em. Đấy là các bác dùng dịch chuối. Đấy, các bác dùng dịch chuối. Đấy, Trichoderma và Pseudomonas, ba cái chế phẩm này các bác pha vào trong cái bình và các bác tưới 3 ngày một lần với cái liều lượng là 20ml dịch chuối cho một bình 2 lít và 1 cho đến 2 gram nấm Trichoderma và 1 gram peso. Ba cái thứ này các bác cho vào cái bình 2 lít đó. Các bác lắc đều lên và các bác chăm sóc bình thường cho em. Thế thì xin thưa với các bác là sẽ đạt được những các cái hiệu quả rất là mong muốn và ưng ý. 8 tháng nay rồi thì em đã tiếp cận được với cái công nghệ của Quốc Tư, đó là nấm Trichoderma, Pseudomonas và dịch chuối. Thì xin thưa với các bác là em đã phát hiện ra rằng tất cả những các cái phân thuốc mà em đã từng sử dụng thì không có một cái phân thuốc nào mà an toàn và hiệu quả như những các cái phân thuốc mà em vừa giới thiệu đến cho các bác.
Chính vì thế mà em đã nhận làm đại lý và phân phối và chia sẻ cho các bác với mục đích là giúp cho mọi người chăm sóc được những các cái cây phong lan yêu quý của mình một cách tốt nhất, một cách nhanh nhất và an toàn nhất. Xin thưa với các bác là một cái cây phong lan phi điệp chỉ có 10 phân cm như thế này mà em đã chăm sóc ấy, là chỉ sau có 2 tháng cho đến 3 tháng thôi nó có thể dài tới 40-50 cm. Đấy, mà không ai có thể tin được ngoài nấm Trichoderma, Pseudomonas và dịch chuối. Bên cạnh đó thì em có sử dụng thêm một chút phân dê đã ủ kỹ và một chút vài hạt và cái phân Nhật tam trọng để hỗ trợ tăng trưởng thêm. Vâng, xin thưa với các bác là em vừa hướng dẫn và chia sẻ đến cho các bác cái cách bảo vệ và chăm sóc cái cây phong lan phi điệp của mình trong mùa đông. Đấy. Và em sẽ dành nhiều thời gian để chia sẻ cho các bác những các cái kiến thức hữu ích khác. Đấy, và xin báo cáo với các bác là cái bộ ba sản phẩm này của em đang phân phối nhé, là nếu như các bác mà chăm sóc cho những các cái dòng dáng hương đơn thân, đặc biệt là đối với cây đai châu trong dịp Tết như thế này, thì cây đai châu đảm bảo rằng là giữ lá và đủ dưỡng chất để nở ra những các cái bông hoa đón xuân đẹp nhất và to nhất, và sung sướng nhất là sau khi chơi hoa xong thì nó hoàn toàn là không bị rụng lá gốc, vẫn đảm bảo đủ cho cây phát triển và không bị rụng lá gốc. Đấy, xin thưa với các bác. Đấy. Thế thì em cũng xin chúc mừng các bác mà đã tiếp cận được với cái công nghệ chăm sóc phong lan mà em đã từng tiếp cận. Và các bác cứ thử nghĩ xem, một cây lan nhỏ xíu như thế này, có một cây thôi, các bác có thể bỏ ra từ rẻ nhất từ 50 cho đến 100 nghìn đồng cho đến tới 300 nghìn đồng, và có khi tới 3 triệu và 5 triệu rồi 10 triệu. Thế thì chúng ta chả có tiếc gì những các cái bộ sản phẩm như thế này, mỗi một lọ 1 kg như thế này chỉ có hơn 100 ngàn. Đấy. Vâng, và để chăm sóc những các cái giò phong lan của mình an toàn và hiệu quả nhất, tránh phun nhiều những các cái chất hóa học khác khi các bác mà chăm sóc ấy mà dính phải những các cái ngộ độc của phân thuốc thì các bác lại phải có những cái biện pháp giải độc rất là ghê gớm, thì cây phong lan phi điệp sau 20 cho đến 1 tháng, 20 ngày cho đến 1 tháng sau nó mới có thể khỏe và phát triển trở lại được. Còn nếu không ấy thì hàng nửa năm sau nó cũng chỉ có 10 phân như thế này. Rồi, xin thưa với các bác là đây, hiện bây giờ ngày hôm nay là ngày mùng 4 tháng 1 đây, em chia sẻ với các bác đây, xem cái cây, những cái cây của em nó sẽ phát triển như thế nào. Và hàng ngày em sẽ, hàng tháng em sẽ quay và em sẽ chia sẻ cho các bác, để chúng ta cùng nhau góp ý, cùng nhau xây dựng, cùng nhau chiêm ngưỡng, cùng nhau tương tác để có được những các cái biện pháp trong phong lan phi điệp một cách tốt nhất. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các cái video sau.